Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thực phẩm quân bình giúp phát triển trí tuệ. Tại sao là người khôn hơn loài vật? Tại sao con người có thể trở thành thánh? Đó là nhờ con người biết sống thuận với thiên nhiên. Thiên nhiên vốn dĩ quân bình, mọi vật mọi hiện tượng vốn dĩ quân bình, thân thể con người vốn dĩ quân bình. Đồng thời con người cũng muốn đùa vui trên thân xác này bằng cách tìm những cảm giác qua tứ khoái, ăn, ngủ, vân vân. Đứng đầu là khoái ăn. Nhiều người chìm đắm trong khoái ăn quá đà lâu ngày, làm cơ thể mất quân bình, làm cơ thể bệnh tật. Thân quân bình là thân khỏe mạnh, và thân khỏe mạnh hoàn toàn mới phát triển trí tuệ viên mãn. Ăn là để nuôi thân, thức ăn xây dựng thân, vậy thức ăn của con người cũng phải quân bình. Con người biết sử dụng thức ăn quân bình là con người một phần biết sống thuận với thiên nhiên. Sử dụng thức ăn mất quân bình làm cơ thể mất quân bình. Hiểu sâu sắc điều này, tiên sinh Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng đã lập trục âm dương thực phẩm nhằm giúp mọi người nhận thực phẩm đúng cho mình. Nhờ đó chúng ta hiểu được tại sao con người có trí tuệ trong khi đó con vật thì lại không. Trục âm dương thức ăn nằm ngang, đi từ dương nhiều sang âm nhiều. Tạm quy ước là từ trái, dương sang phải, âm. Chính giữa là hạt cốc, là thực phẩm quân bình. Theo trục này, về bên phải, hạt đậu âm hơn hạt cốc, rau củ âm hơn hạt đậu, rong biển âm hơn rau củ, sữa âm hơn rong biển, trái cây âm hơn sữa, đường âm hơn trái cây, rượu bia âm hơn đường. Về bên trái, cá dương hơn hạt cốc, nhưng lại âm hơn thịt. Trứng thì dương hơn thịt nhưng âm hơn tương tamari, muối dương hơn tương tamari. Hạt cốc còn gọi là ngũ cốc, gồm hạt lúa, gạo, nếp, bắp, ba bo, hạt kê, tam giác mạch, lúa mì, lúa mạch, hắc mạch, kiều mạch, vân vân. Thêm cột đứng trí tuệ tại vị trí của hạt cốc. Ở giữa trục âm dương thức ăn, chúng ta nhận thấy ba quy luật sau. Quy luật 1 là người ăn thực phẩm quân bình, gạo lứt hoặc hạt cốc, trong khi đó loài vật ăn thực phẩm mất quân bình, hoặc thực phẩm thiên nhiên về dương hoặc thực phẩm thiên về âm. Bên trái đồ thị thực phẩm dương hơn dành cho loài ăn động vật là thịt cá, bên phải thực phẩm âm hơn dành cho loài ăn thực vật, ăn cỏ lá. Quy luật 2, loài người ăn thực phẩm quân bình nên loài người phát triển trí tuệ. Trong khi đó, loài vật ăn thực phẩm mất quân bình nên không phát triển trí tuệ được. Đơn cử cho loài ăn thực phẩm âm thực vật ở phía bên phải đồ hình là loài bò. Ai cũng biết cả cuộc đời, con bò chỉ ăn cỏ, có nghĩa là ăn thuần thực vật. Thậm chí khi còn trong bụng mẹ, con bò cũng ăn cỏ. Âm có đặc tính tĩnh nên con bò có tính hiền lành nhưng trí tuệ rất thấp, có thể nói là không có trí tuệ. Nếu nói ăn thuần thực vật mà khai mở trí tuệ mà thần thánh thì con bò đã khôn hơn chúng ta và thành thánh hết rồi. Đại diện cho loài ăn thực phẩm dương động vật ở phía bên trái đồ hình là loài cọp. Cọp ăn thịt động vật, thịt thuộc dương, dương có tính động nên loài cọp rất hung dữ và trí tuệ của nó cũng rất thấp. Chỉ có loài người được ăn thực phẩm quân bình, gạo lứt hạt cốc nên trí tuệ loài người phát triển và trở thành chúa tể muôn loài trên trái đất này, người có thể trở thành thánh. Quy luật 3, ăn càng tiềm cận với thực phẩm quân bình thì trí tuệ phát triển càng cao, ăn càng xa thực phẩm quân bình thì trí tuệ càng thấp kém. Dễ thấy nhất là khi uống rượu, chúng ta không còn tỉnh táo, không kiểm soát được hành vi và lời nói. Nhiều trường hợp phạm tội cũng vì rượu, nhiều người mất mạng vì uống rượu. Rượu là chất thịnh âm, gây hại trực tiếp đến não bộ, làm suy giảm trí nhớ. Tệ hại nhất là rượu làm mất trí tuệ, làm cho người uống không phân định được điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Tương tự, món thịnh dương như trứng gây nguy cơ đột quỵ cao và tổn hại đến gan và thận. Người bị bệnh gan mà ăn trứng là bị trướng bụng ngay, ăn nhiều trứng cũng làm nguy hại cho cơ thể. Chúng ta cố gắng chọn những thực phẩm càng tiệm cận với quân bình càng tốt để phát triển trí tuệ và sức khỏe. Thực tế có nhiều người mắc bệnh nan y, thầy chê thuốc chạy, 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng khi ăn gạo lứt, họ đã tự chữa lành bệnh nhờ tính quân bình của gạo lứt. Ăn uống cũng đúng thể hiện người có trí tuệ. Người có trí tuệ luôn phân minh đúng sai hay dở, suy luận được hành động hôm nay sẽ ảnh hưởng đến ngày mai, đến tương lai như thế nào. Người có trí tuệ càng cao thì sự suy luận của họ càng xa càng rộng. Những người như thế luôn có ích cho xã hội và xã hội luôn cần. Những lời nói của Đức Phật, Đức Lão Tử, Chúa Giê-xu vẫn còn nguyên giá trị, vẫn đúng cho đến bây giờ. Đây là điều chúng ta hết sức lưu ý để chọn sử dụng những thực phẩm quân bình hoặc chế biến sao cho nó quân bình để chúng ta phát triển trí tuệ tốt nhất. Khi chúng ta ăn thực phẩm mất quân bình là tự chúng ta làm giảm trí tuệ của mình xuống. Cho con cháu ăn thực phẩm thiên âm hoặc là thiên dương, tức là chúng ta tự hại con cháu.
thực phẩm càng thiên về âm hoặc càng thiên về dương, làm cho trí tuệ càng thấp càng kém. Tuy nhiên, chúng ta đang xúi nhau sử dụng thực phẩm mất quân bình. Ba mẹ thì khuyến khích, thậm chí ép buộc con cái ăn thực phẩm mất quân bình. Người thân bạn bè xúi nhau, khuyến khích nhau dùng thực phẩm mất quân bình. Một số doanh nghiệp khuyến khích, khuyến mãi, thậm chí lừa khách hàng sử dụng thực phẩm mất quân bình. Kết quả là hầu hết chúng ta đều sử dụng thực phẩm mất quân bình, làm cho đa số giảm sút trí tuệ mà không hề hay biết. Chỉ có những người hiểu biết đúng thì mới thoát khỏi quỹ đạo này. Một số người hiểu biết chưa tới lại nghĩ rằng như thế là khôn hơn, hiện đại hơn và thông minh hơn người khác. Những người khôn hiếm khi họ thể hiện bởi họ hiểu đúng lời dạy. Người khôn là người không bao giờ cho người khác biết mình khôn hơn người khác. Thực tế, tổ tiên mình ăn được nhiều thứ, tại sao vậy? Tuyệt vời là tổ tiên biết sử dụng muối và lửa, là hai yếu tố thịnh dương nhằm làm quân bình các món ăn để có lợi cho sức khỏe và phát triển trí tuệ. Điều này góp phần làm phong phú các món ăn, thỏa mãn khẩu phần của nhiều người. Ví dụ các món rau củ thuộc âm nên phải nấu chín, không những nấu chín mà còn nêm thêm muối để dương hóa chúng và đưa chúng vào quân bình. Đó là lý do chúng ta luôn ăn thức ăn nấu chín mà không nên ăn thức ăn còn sống. Thịt gà nấu với lá chanh theo dân gian, con gà cục tác lá chanh, thịt ba ba nấu với quả chuối chát. Và thịt bò thì nấu với lá lốt. Một loại thịt cá rau củ nào đó phải nấu với một loại rau củ nào đó thì mới hòa hợp được âm dương theo một tỷ lệ nhất định để âm hóa thịt cá, kéo món ăn về quân bình. Có điều hơi buồn là hiện tại thì con người ứng dụng phát hiện này chưa triệt để, không hiểu hết lý âm dương trong thức ăn nên tạo nhiều thức ăn mất quân bình cho thực khách, làm tổn hại đến sức khỏe và trí tuệ. Qua những nhìn nhận trên thì chúng ta thấy gạo lứt đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển trí tuệ nhờ tính năng là quân bình của gạo lứt. May mắn Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất lúa gạo nhiều nhất trên thế giới. Người Việt mình phải biết tận hưởng những điều thiên nhiên ưu đãi này, sử dụng gạo lứt làm thức ăn chính để thân được khỏe, tâm được yên bình và trí tuệ được phát triển. Đây là cơ hội cho Việt Nam bứt phá vượt lên trên. Đức Phật dạy tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Ha ha ha, 问什么的说